Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc camera nội soi công nghiệp của hãng Instagram, Instagram 129. Đây là chiếc camera có đường kính 8mm và chiều dài dây là 5m. Đóng gói sản phẩm rất là gọn gàng. Camera này có khả năng chống nước là IP67 và có đèn LED chiếu sáng cùng tấm cổng USB. Đi kèm chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đây là dây gì ạ? Sạc cổng USB, micro USB. Cái phụ kiện đi kèm này chúng ta sẽ có cái phụ kiện để gắp đồ hay là cái gương vuông góc, có thể tìm hiểu sau. Và đây là chiếc camera của chúng ta, camera nội soi công nghiệp. Đây là cái phần dây dẫn được gói gọn và cái dây này dài là gì ạ? 5m. Đầu camera là đầu có đường kính 8mm. Và có cái đèn LED chiếu đây, có 6 đèn LED trợ sáng. Cái dây này khá cứng để các bạn có thể luồn được vào trong các cái đường ống hoặc là các cái khu vực các bạn muốn camera đi tới. Ok, và đây là cái phần màn hình điều khiển. Màn hình LCD. Trên màn hình này thì mọi người thấy có cái nút điều chỉnh gì ạ? Độ sáng này, nút chụp ảnh và nút menu tắt mở. Phía dưới này chúng ta sẽ có các cái cổng là cổng sạc pin micro USB. Đây là cắm thẻ nhớ thì các bạn có thể lưu trữ được ảnh. Và nút reset. Để sử dụng nó thì ta sẽ bật lên. Khi khởi động thì chúng ta thấy cái đèn này nó sẽ sáng, đèn LED sẽ sáng. Và các bạn thấy là hình ảnh đã được hiển thị ở trên cái màn LCD của chúng ta. Và hình ảnh này được truyền từ chiếc camera nội soi. Bây giờ sẽ thử chất lượng hình ảnh này xem sao. Ví dụ tôi sẽ thử soi cái gì ạ? Cái quyển này. Đây là cái màn hình. Độ sáng này các bạn có thể điều chỉnh được này. Bằng cái này, nút này nó sẽ gì ạ? Tăng dần độ sáng và tắt đi. Đây là không dùng trợ sáng. Đó. Còn bật lên. Để tăng độ sáng. Chúng ta sẽ thử nhìn xem là cái chất lượng hình ảnh ra sao. Ví dụ tôi sẽ nhìn cái hình ảnh nhỏ này. Đây là hình ảnh thu được từ camera của chúng ta. Đây là chiếc camera có độ phân giải là Full HD. Nên các bạn yên tâm về cái chất lượng hình ảnh. Rất là nét. Và trên màn hình thì có sẵn các nút này là nút chụp ảnh. Nó sẽ lưu vào thẻ nhớ cái hình ảnh các bạn muốn chụp. Ngoài ra ở dưới nút dưới cùng chúng ta sẽ có nút menu. Tại đây thì các bạn có thể điều chỉnh được về độ phân giải. Ví dụ ở đây các bạn thấy độ phân giải đang là để 1080. Các bạn có thể điều chỉnh được các cái độ phân giải khác nhau. Đây là ngôn ngữ. Có rất nhiều ngôn ngữ để các bạn lựa chọn. Điều chỉnh ngày tháng. Đây là cái distem là các bạn có muốn hiển thị ngày tháng ở trên cái màn hình hay không. Điều chỉnh độ sáng của màn hình. Đây là màn hình LCD. Tự động tắt màn hình và tự động tắt nguồn. Rồi format thẻ nhớ. Và việc sử dụng cái camera này rất là đơn giản, chỉ việc gì ạ? Bật lên và chiếu tới cái vùng các bạn muốn quay phim. Đi kèm cái camera thì có các phụ kiện, chúng ta sẽ có các phụ kiện này để gắn vào cái đầu camera. Ở đây chúng ta có 4 cái. Thứ nhất là cái móc đồ. Thứ hai là cái dính nam châm, cái này sẽ giúp các bạn nhặt đồ nào bằng kim loại, dí đây sẽ dính. Và thứ ba là cái gương vuông góc. Để giúp bạn nhìn theo phương ngang. Thì muốn gắn các phụ kiện này các bạn chỉ việc gì ạ? Vặn ở đây. Để tìm hiểu kỹ hơn chiếc camera nội soi công nghiệp Instagram 129, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.